Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Huỳnh Anh và bạn gái Even đã chia tay sau gần 2 năm hẹn hò. Even đã xác nhận trên trang cá nhân về thông tin trên. Huỳnh Anh và Even là cặp đôi nhận được nhiều sự chú ý từ phía người hâm mộ sau khi chia tay Hoàng Oanh. Một thời gian sau, Huỳnh Anh bén duyên bạn gái Việt Kiều. Cả hai vẫn thường xuyên update hình ảnh ngọt ngào bên nhau. Thế nhưng thời gian vừa qua, cả hai đều vướng tin đồn đã chia tay. Mặc dù vậy, cả hai vẫn lên tiếng phủ nhận về tin đồn trên. Mới đây nhất trên trang cá nhân của mình, Even đã bất ngờ xác nhận về việc chia tay Huỳnh Anh. Cô chia sẻ rằng sau 2 năm mặn lòng bên nhau thì cả hai nên dành cho nhau một lối đi riêng. Cô chia sẻ gửi mọi người, những ai đã theo dõi anh Huỳnh Anh và Even trong suốt thời gian qua. Như mọi người biết, Even hiện đang có đợt nghỉ ngắn ngày tại Việt Nam. Cũng vì thế có rất nhiều bạn thắc mắc vì không thấy Even áp hình cùng với anh như trước. Anh và Even đã chính thức chia tay rồi. Even nghĩ đã đến lúc cả hai cho nhau lối đi riêng sau gần 2 năm tươi đẹp. Even thực sự muốn cảm ơn mọi người đã dành tình cảm cho hai đứa và mong là sau này, dù không đi chung đường, Huỳnh Anh và Even vẫn được mọi người ủng hộ và yêu thương như đã từng. Dòng chia sẻ lập tức nhận được nhiều sự chú ý từ phía người hâm mộ. Hầu hết khán giả đều vô cùng tiếc nuối cho một cặp đôi đẹp trên trang cá nhân của mình. Nam diễn viên Huỳnh Anh vẫn để lại những hình ảnh ngọt ngào của mình cùng với bạn gái Even. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.